Chào các bạn, đây là Coolnox. Nên mình vừa khôi hợp cái firm Polyton GP100 và làm một số tiếng thú vị cho nó. Mời các bạn nghe qua các tiếng của nó nha. Thank you.
cảm nhận cá nhân thì cái phơ Valeton GP100 này cảm nhận tiếng nó khá là chắc và khô, nó phù hợp cho dòng nhạc rock metal. Nó mất ít thời gian để chỉnh cho nó ướt át lại để ra được cái bộ tiếng sến sẫm đó. Vỏ của cái phơ này được làm bằng kim loại nên khá chắc chắn và cầm khá nặng so với các loại phơ khác. Giá của phơ Valeton GP100 này ở thời điểm hiện tại là 4 triệu bao gồm cả tiếng mình làm, và trong tương lai thì giá nó có thể tăng. Nếu các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình phơ và một tiếng như vậy, có thể liên hệ với mình số điện thoại ở dưới hoặc có thể chuyển khoản trực tiếp vào nhận phơ. Còn bạn nào muốn test trực tiếp thì vui lòng liên hệ trước khi đến, địa chỉ ở dưới, tại vì không phải lúc nào mình cũng có mặt ở đó. Nhớ subscribe kênh YouTube của Mini Rock và ủng hộ cho hai sáng tác mới của mình tên là Beautiful Scratch và The Secret of Victoria. Hai sáng tác này được xuất bản trên Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer và tất cả các nền tảng nghe nhạc khác. Nếu các bạn chưa có app thì hãy nhớ tải app nghe nhạc Spotify hoặc Apple Music miễn phí để nghe toàn bộ các sáng tác của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các video tiếp theo.